đầu như ánh sáng mặt trời chiếu ra khắp chỗ mọi nơi được nhờ. Ngày nay đến lúc lu mờ bởi lòng đồng đau còn ngờ quá công. Chưa tin sự có mà không, sự không mà có nên lòng còn nghi. Quên lời của đấng từ bi cho nên mới để đạo nghi xiển sai. Phải nên gắn chí dồi mài mới mong đi đến một ngày chung quy. Con đường lắm chỗ hiểm nguy, anh em đồng đạo chạm ghi một lòng. Xa thầy ta rất nào nồng, lễ ngoài đượm ướt lòng trong sục sùi. Thấy nhau đạo lý phai mùi, nên kêu nhau tình tu bồi được sống. Hỡi này tất cả đạo đồng hài, nên lặng lẽ để lòng mà nghe. Cuộc đời mong tờ màn the, gọi tu nào phải thở về xỏ xiên. Đêm nay nghe thừa lời truyền, nhớ lo tỉnh thức tu hiền gắn công. Có nghe hay lại để lòng mặc tình, nơi kẻ đạo đồng liệu lo. Vì trên đà có hẹn hò hộp nhau, dắt chúng phải lo như vậy. Nương chân của Phật của Thầy, đem câu đạo lý tỏ bài vạn dân. Ước sao khắp cả thôn lân, từ nam chi nữ tinh thần gắn lên. Ngày đêm niệm Phật đừng quên, dầu trong giấc ngủ cũng bền chớ phai. Mấy khi thường cổ tái lai, nếu không sớm sửa ngày mai lỡ làng. Lời kêu đây rất dịu dàng, chỉ lo người hỏi nhà bàn ra thấy. Biết bao nạn ách ngày nay, thấy vậy phải ráng miệt mài thêm lên. Phiên ban rồi lại cao minh, chánh tà sao trộn đổ lên cuộc đời. Dân ơi kìa hỡi dân ơi, ngày nay phải ráng tướng trời Phật thêm. Cuộc đời chưa đến chỗ em, hai bên còn dân thủ hèm chưa ngưng. Thấy đời bắt dừng dừng dưng, tuy an mà chưa dám mừng bớ ai. Văn thầy thuyền đảo trở dây, mắt còn xa bãi khổ thay đảo đồng. Nhắc lời ít kẻ nhắc lòng, mà cho nên kẻ bưởi người bồng nhiều hơn. Đêm nay
tiếng kệ khuyên lớn nhau chớ giận hờn mà chi. Con đường cùng một bước đi, phải gìn đến chốn gặp kỳ ứng khoan. Cả kêu đồng đạo trẻ già, phải nên lập chí để mà lo tu. Ngày kia sẽ được ngao du, vào cùng khắp cõi khỏi ân nợ đời. Ngày nay sống giữa cõi người, thấy ra dân chúng lắm nơi khổ nạn. Lấy mưu cùng trí cầu an, nhưng chưa mấy kẻ được toàn sanh nhai. Ở đây vẫn được thành thai, thương miền Trung Bắc gây trai khổ nạn. Có người chạy lạc xa ngàn, có người đói khát dở dang địa điền. Có người gia trạch không yên, xa cha mất mẹ thảm phiền xiết bao. Trong Nam dân được thành giàu, ngó ra ngoài Bắc bên Tàu để lo. Trong khi người đói mình no, cái no ấy chẳng khác cò ăn đêm. Liệu thân cho được trọn niềm, việc đời việc đạo để ghim vào lòng. Hỡi này tất cả đạo đồng, nghe đây rồi phải đây lòng từ câu. Việc nào hợp lẽ đạo màu, ghi trong não óc ngõ hầu sửa răng. Đạo trường như thể vầng trăng, khi tròn khi khuyết lẽ hằng xưa nay. Sợ nhau chẳng vẹn gái trai, sự trung sự hiếu mỉa mai chẳng tròn. Muốn sao biển cạn núi mòn, mà lòng chẳng đổi mới còn dài lâu. Ngọn đèn trước gió phải âu, mạng căng thế giới một bầu lâm ly. Mau đi kìa hãy mau đi, sự tu chớ có duyên trì bơ dân. Ở đây chẳng nói dần lân, chỉ vì thương chúng mới phân cạn cùng. Bắc Nam sung nổ đùng đùng, đâu đâu đều phải ngừa phòng binh đao. Thì chẳng trận giặc ở Lào, đó là tin báo đồng bào hải lo. Nay no mai mốt không no, nay an mai mốt chạy lo tưng bừng. Nếu toàn dân chúng biết thân, trao nhau làm phước khỏi phần túng cơm. Lại là cùng khỏi thù hôm, được yên được thành cái mồm được no. Hỡi này đồng đạo ráng lo, tại đây dân chúng ngao cò nhiều hơn.
Miệng ngoài tuy nói nghĩa nhân, mà trong tâm ý chắc hờn lẫn nhau. Tuy là lại Phật ra vào, nhưng lòng chẳng được chút nào tưởng tin. Thừa ngày dỗ thừa đêm thanh, kêu nhau chỉ một tiếng lành mà thôi. Anh em kẻ đứng người ngồi, hãy nên lặng lẽ tính hồi mà nghe. Đêm trường veo vắt tiếng ve, lẫn màu đèn điện lời ra chẳng cùng. Muốn nhau có một tấm lòng, trên nghe thầy dạy dưới đồng thương nhau. Để rồi tranh cuộc binh đau, cũng là có dịp cứu nhau khỏi nàng. Nếu như lòng một sắc vàng, lửa dầu có đốt không tan được nào. Ai ôi hãy liệu làm sao, đức thầy trở lại lời nào đáp ra. Chỉ vì bận rối việc nhà, khiến cho ráo ruột ông già xiết chi. Ngàn năm đã quyết tu trì đạo màu, được đắc đến kỳ cứu dân. Tái sanh cũng đã nhiều lần, mỗi kỳ mỗi dạy cho trần biết tu. Ngày nay đạo lý vội lu, với lòng từ mẫn âu sầu xiết bao. Thâm canh giọt lệ đượm trào, nằm không yên gối già nào có an. Bởi thương khắp cả trần gian, đức thầy mới chịu khổ nạn cho dân. Đến nay có 7 năm gần, mà thầy còn phải dấn thân tích mồ. Hỡi ai có hiểu chi đâu, của cờ gai ngạnh lắc đầu. Hỡi ơi, chúng ta phải ráng nhớ lời, cùng nhau đoàn kết tranh nơi khổ sầu. Dầu cho vẫn hạn có lâu, muôn lòng thắt chặt đạo màu cùng xuôi. Sợ cho người vội trở lui, xa vào bể thầm vô hồi. Trung chuyên đạo đồng khuyên chớ lắm phiền. Sự tu phải chịu sai ghiền mới nên. Ngàn xưa các bậc thánh hiền, được nên danh rạng khổ phiền xiết bao. Một khi cay đắng không nao, thì là địa vị thánh cao được gần. Lời khuyên khắp cả thôn lân, từ đây gìn vẹn bổn ân của thầy. Để rồi khỏi phụ đất đai, không làm những kẻ trở tay trong đời. Phải nên trọng Phật tướng trời, thờ cha kính mẹ một đời hiếu thâm.
Tuy rằng đạo lý khó tầm, nhưng tròn chữ hiểu cũng làm Phật tiên. Lại thêm nhớ lấy sám truyền, với lời Phật đã dạy khuyên lâu đời. Luôn luôn giới luật chớ rời, có ngày gặp đặng một nơi thanh nhàn. Lại cần phải gắn lô toan, cái ân xã hội lại càng trĩa trao. Nghĩ vì ta phải nhờ nhau, miếng ăn thức uống đổi trao rất nhiều. Nay đây nỗ lực đổ điều, khiến nhau được sống hưởng nhiều ấm no. Cuộc đời càng lắm gai go, thì nền đạo lý cần cho phô bày. Đạo như cây thước rất ngay, đo lòng thiên hạ theo rài lẻ công. Đạo như thể nước rất trong, thấm nhuần tất cả chẳng cùng bơ dân. Đạo là ở một lòng nhân, thương người mến vật thi ân cho nhiều. Muốn sao đến chỗ cao siêu, phải cần đức hạnh sớm chiều cho khương. Đời này giống hệt đời thương, biết bao tà mị nhiễu nhương thế trần. Xung quanh mọi việc xa gần, dễ mà cám dỗ khách trần lắm ôi. Lại đời nay quá bạc vui, ít ai trao chuốt những lời thanh bay. Thương hay tham sắc, tham tài, tham quyền, tham tước, tham rài riêng thân. Không còn gìn vẹn nghĩa ân, thế nên cái hội phong thần mới ra. Hỡi này đồng đạo trẻ già, việc đời phải ráng biết mà nhục vinh. Chọn điều hợp với nhân sinh, lên xa những việc thấy tình cười chê. Sắc tài tửu khí đừng mê, hiếu trung liêm chánh mọi bề ráng trao. Cùng như kẻ muốn làm giàu, phải cần tích trữ cho nhiều năm qua. Người tu muốn được cao xa, phải rèn từ một ngày là mới nên. Bầu trời tuy rộng thênh thênh, mắt thần soi xét hư nên rõ ràng. Đêm khuya canh lùng giờ tàn, người ngồi đôi mắt lờ làng ngắt nghiêng. Đây là cùng một cơ duyên, cho nhau trao lấy lời khuyên hiểu lòng. Muốn nhau đến hồi hoa long, cho nên đây phải gắn lòng dỗ khuyên. Tự rài cuộc thế đạo điên, năm châu nổi giặc thảm phiền sanh linh. Còn e cho cái nước mình hòa, còn đéo đặng muôn nghìn chưa an.
Tiền Giang lại với Hậu Giang, ai ôi gần Phật hải toán lấy mình. Tuy trong nhà cũng phải dình kẻo rơi ngoài ngõ thấy tình mỉa mai. Tuy là kẻ ở Đông Tây mà lòng biết giữ thẳng ngay hiền lành. Ngày sau gần được Nam Thành, còn người tại chỗ phải đành đi xa. Tại mình lòng giả tính tà, không dình chánh đạo mới là khổ thân. Lấy ân mà đáp lại ân, lấy điều lương thiện đối hờn bớ ai. Những người nói việc gắt gai ấy là có chỗ phạm sai việc màu. Từ bi ta cứ đeo vào để làm gương mẫu cho nhau buổi này. Trong cơn vắng mặt Đức Thầy, tình thương ta phải miệt mài thêm hơn. Làm sao cho được bền chân, để đi đến chung thất sơn mới là. Đêm khuya điệu dầm ngâm nga, tựa hồ chuông đánh cho ta tỉnh hồn. Bởi dân như nọ đóng dồn, như thuyền giữa bể hải hùng sóng to. Phải cần vững chí toán lo, tìm phương để giúp nhau cho phỉ tình. Mới rằng trước cứu được mình, sau là độ thoát muôn nghìn kẻ xa. Lời khuyên đồng đạo trẻ già, giảng cơ hãy nhớ để mà trong tâm. Vợ này cũng đã căn thâm, giảng cơ xin dứt chút cầm hoa sen. Giảng kể đến đây đã dứt rồi, đạo đồng ghi nhớ chớ buồn trôi. Sớm hôm lấy nó mà trao trìa, để khỏi lắm cơn sống bùa nhồi. Bùa nhồi thảm thiết kể từ đây, cầu chúc cho nhau được gặp Thầy. Ngày hồi lòng quang ra chim bàn, mới rằng toại nguyện gái cùng trai. Ngày rằm tại Tây An Cổ Tự. Thưa quý đồng đạo, đáng lẽ phiên giảng bữa nay phải đình lại, vì tôi đã nhóm bệnh hơn 2 hôm rồi. Hiện giờ trong người còn yếu, song vì ngày giảng lễ nửa tháng mới có 1 kỳ,
Nếu định kỳ này phải chờ đến kỳ tới, nghĩa là phải chờ đến nửa tháng nữa mới có giảng lại. Như vậy lòng tôi không nỡ để cho kỳ giảng phải trôi qua một cách lạnh lùng, làm cho anh em đồng đạo phải một lần thất vọng. Bởi nó nên tôi phải cưỡng lại với bệnh để gặp gỡ đồng đạo trong kỳ giảng hôm nay. Thưa quý đồng đạo, hôm nay tôi xin giảng về tai hại của điều ác. Ác là kẻ gần gũi nhất của tử thần. Ác là một luồng gió làm tắt ngọn đèn trí huệ của kẻ hành đạo. Và không còn ai mà chẳng hiểu nghĩa nôm của chữ ác là dữ, là xấu. Mà cái dữ, cái xấu này không có bờ bến nhất định. Nếu cái ác nó đến con mắt của người thì sẽ làm cho con mắt ấy phải bị mù lòa. Nếu cái ác nó đến lỗ tai của người thì sẽ làm cho lỗ tai ấy phải bị điếc lặng. Nếu cái ác nó đến lỗ miệng của người thì sẽ làm cho lỗ miệng ấy phải bị câm ngọng. Nếu cái ác nó đến chân tay của người thì sẽ làm cho chân tay ấy phải bị cùi cục. Nếu cái ác nó đến với châu thân của người thì sẽ làm cho châu thân ấy phải bị hoạn nạn. Nếu cái ác nó đến đầu óc của người thì sẽ làm cho đầu óc phải bị điên cuồng. Nếu cái ác nó đến tâm tánh của người thì sẽ làm cho tâm tánh ấy phải bị ngu độn. Nói tóm lại, cái ác nó đến chỗ nào của con người cũng đều phải tai họa cả. Và nếu một khi cái ác nó đến gia đình nào thì gia đình ấy phải tan nát. Nó đến quốc gia nào sẽ làm cho quốc gia ấy phải chịu tan tóc điêu linh. Thật, cái ác nó không thua gì dịch khí. Hễ mỗi lần đi đến đâu là vang tiếng kêu khóc của thiên hạ tới đó. Vì nó hay giết hại người rất thảm thê tức tối. Và cái ác nó cũng như một con quỷ chín đầu, thường giết hại người, moi móc gan ruột người. Và nó còn có mãnh lực xúi dục kẻ làm vua chúa mất công minh, kẻ làm cha mẹ mất nhân từ, kẻ làm tôi tớ mất trung tín, kẻ làm con cháu mất hiếu thảo, kẻ làm chồng vợ mất ân tình, kẻ làm anh em mất hòa thuận, kẻ làm bằng hữu mất thành thật, và giữa người này với người nọ mất hẳn thân cảm quyến luyến, gây ra lắm tấn kịch rất tồi tàn khắc nghiệt, chết chóc thê lương. Đối với cái ác này, nó còn nguy hiểm hơn bệnh ung thư gấp ngàn muôn lần. Vì bệnh ung thư chỉ giết hại người ta được một đời thôi, còn cái ác nó sẽ giết hại con người muôn triệu đời. Là bởi nó làm cho con người phải chìm đắm lặng hụp trong biển mê này, chịu lấy mọi sự đau khổ chết chóc thê thảm, đặng đều trả lại cái nghiệp ác mà nó đã gây ra trước đó không số đếm lường được. Cho nên đối với kẻ tu hành tuyệt nhiên phải chừa bỏ tất cả việc ác, không hề lúc nào dám bàn, dám nói và dám nghĩ tưởng tới nó. Phải coi nó như là kẻ thù độc nhất, có đủ cách ngăn đón chống chọi để mà tránh hoặc thắng được nó một cách vững mạnh. Thưa đồng đạo, và cũng vì cái ác này mà Đức Thầy của chúng ta và bao nhiêu vị tiên Phật khác mới rập nhau xuống thế, vừa kêu gọi vừa khuyến tấn cho chúng ta sớm tỉnh tâm tìm đạo tu hành, cải ác tùng thiện, hầu thoát được nỗi khổ thảm của quả ác đưa lại. Và mới có đủ đức hạnh giúp chúng ta đến cõi thượng nguyên. Vì cái ác nó nặng như đá treo, không làm cho ta tới bờ sông bên kia của thượng nguyên được. Chúng ta phải dứt cục đá ấy đi mới khiến cho thân của chúng ta được nhẹ nhàng,
để tiện bề đi đến chỗ. Vả lại, có sự tu của chúng ta hiện nay là vì chúng ta nhận nơi chúng ta đã có những điều ác, hoặc lớn nhỏ, hoặc nhiều ít, sợ nó kết quả không lành cho đời của chúng ta hiện giờ hay mai hậu, mà chúng ta phải tu để chừa bỏ nó. Thì việc bỏ ác đó là một lẽ cố nhiên của người tu, chứ không có chi khác lạ mà chúng ta phải nghĩ hoặc dần dà. Và các tiên nhân của chúng ta xưa kia cũng nhờ chừa được các việc ác mà tạo nên địa vị cao quý gọi là ngôi thánh, hiền, tiên, Phật, di ân lại cho chúng ta sùng kính tới bây giờ. Ngày nay chúng ta đã được hiểu rõ chỗ đó, há lại không biết học lấy, không biết thùa thẹn hay sao? Cho nên chúng ta hãy ráng noi lấy gương trước của tiên nhân ta, chịu khó nhập làm được lẽ hiền đức, và không hề để cho các thị dục xúi biểu vào những việc ác. Phải sống một cách đơn giản, thanh kiệm, không cầu kỳ, không xa xí, và cũng không quá tân tiêu cưng dưỡng xác thân một cách phi nghĩa hèn nhát. Nếu vì sự lợi ích cho mọi người mà tuyệt thân, cũng không lấy làm tiếc, vẫn đủ đức hy sinh theo lẽ phải của công lợi. Có được như thế, bảo sao ta chẳng làm nên Phật, nên tiên, nên thánh hiền như tiên nhân của ta được. Thưa đồng đạo, Đức Thầy đối với chúng ta còn hơn tình mẹ với con, không nỡ rời nhau. Khi buộc phải rời nhau là lòng Đức Thầy lấy làm đau đớn, và trong nhau đến ngày hội hiệp. Lẽ phải thì chúng ta cũng phải có sự đau đớn như vậy. Trái lại, chúng ta cho đó là thường sự, không lấy gì làm kích động, thì hẳn ra chúng ta là kẻ dâm nghĩa. Và sự hội hiệp khó được như ý, vì đôi đàn kẻ cúc người bắt, kẻ nhớ người không, chẳng cùng trong nhau, tìm nhau thì làm sao gặp nhau được. Mà sở dĩ có những sự lạnh lùng bội bạc này, vì các ác tập, ác duyên làm chướng ngại cho ta nhiều hơn. Bởi nó hay ghen lấy sự phải, sự tốt của mọi người, cho rằng đó là khó khăn, bất lợi. Thưa đồng đạo, chúng ta có tin chăng Đức Thầy đã thương chúng ta nhiều hơn gấp mấy lần của người mẹ thương con? Vì lòng Đức Thầy là lòng của chư Phật, lúc nào cũng muốn cứu độ chúng ta, chống thoát khỏi nạn tàn sát của tử thần, của vật dục. Song sự cứu độ này cũng phải nhờ ở chúng ta cố gắng một phần mới được. Nghĩa là chúng ta phải làm cho được những cái mà Đức Thầy đã dạy cho, rồi chúng ta sẽ được Đức Thầy cứu độ viên mãn. Chúng ta không nên không làm theo, hoặc giả có làm theo bằng cách lưng chừng, thỉ cần chung đãi mà muốn được có sự cứu độ trọn vẹn của Đức Thầy thì nhất định không hề có được. Bởi theo Đức Thầy vốn là vô tư. Hơn nữa, chúng ta như kẻ đã bị chìm liễm dưới đáy sông, phải tự trồi lên mặt nước rồi sẽ được người trên mạn thuyền cứu cho. Chứ chúng ta không thể nằm đó đợi người trên mạn thuyền lặn xuống đáy nước mò vớt ta được. Nếu làm thế, chúng ta sẽ ngất đi, vì sự cảm ứng không được mau lẹ tương xứng. Vả lại, cái siêu cái đọa là do mình tạo lấy. Nếu hành thiện thì siêu, mà hành ác thì đọa, chứ không ai làm thế cho mình được. Mà chỉ thường có được một vị khác như tiên, Phật, thánh thần, chẳng hạn đem dạy bảo chúng ta phương pháp để làm cho được đến chỗ an lạc mỹ mãn thì được. Cũng như mình không biết đường sẽ nhờ đến người khác chỉ cho, xong đi hay không là do mình nhất định lấy. Xin nói tóm lại là hiện giờ chúng ta phải diệt sạch những điều ác ở nơi chúng ta.
Rồi một ngày kia chúng ta mới kiến diện được Đức Thầy và Phật, Tiên, Thánh. Mà nhờ sự cứu hộ của các ngài, và cũng là phương giải thoát cho chúng ta vậy. Bằng trái lại thì sự tu hành của chúng ta luống uổng, chẳng hề được hái lấy cái quả tốt đẹp nào cả vậy. Ngày qua là mất một ngày, đời xa vào lưới mới hoài kịp đâu. Đất trời rộng lớn một bầu, không tìm chỗ trống lại vào chỗ gai. Thương ôi chim mới học bay, ra ngoài mưa gió không tài đỡ ngăn. Thương ôi kẻ đến cửa đằng, người sao bia phước vội vàng bể manh. Thương ôi vận xấu vận lành, trời ông đã có sẵn dành từ ngăn. Thương ôi sư đệ đường tăng, bốn ông vẫn được siêu đằng bốn ông. Thương ôi cuộc thế mông lung, trần gian giấc ngủ vô cùng mê ly. Thương ôi gặp đấng từ bi, mà không mấy kẻ trí trí được gần. Thương ôi gặp hội phong thần, phải nên dùng dễ khổ trần được qua. Thương ngôi cảnh huông quỷ ma, dập dồn bốn cõi người ta nhộn nhàng. Thương ngôi thầy cách xa ngàn, tín đồ ngơ ngác như thoàn bị giông. Thương ngôi đâm tựa bầy ông, khéo nên đúc ổ để phòng gió mưa. Thương ngôi sự thế dây dưa, e không tránh khỏi dày bừa nổi tay. Thương ngôi thấy cuộc kéo dài, lầm người như thể trò ngoài bếp kia. Thương ngôi tình thế đê mê, lòng dân tan nát như về bèo trôi. Thương ngôi sông bùa dập dồi, lòng nào lại nở tung bồi hư ghê. Thương ngôi cửa đạo vánh que, trường đời đông nức người hè đua chen. Thương ngôi gặp phải vận hèn, nếu người sớm biết tâm rèn quan quy. Thương ngôi muôn chống tai nguy, phải nên hợp nhất tu trì chánh chân. Không riêng ngồi dưỡng một thân, phải ra sức để bốn ân lô đền. Đất đai kìa hỡi đừng quên, phải cần nỗ lực mà đền chút công. Ơn cha mẹ tờ biển sông, phải nên bảo vệ trọn lòng hiếu nhi. Kia ngôi tam bảo liên trì, hãy nên sùng
kính mỗi kỳ đừng quên. Kẻ đồng bào kế một bên, làm sao bù đắp được nên con người. Thấy đời nạn ách chín mười, giảm đôi ba chút vội cười được sao. Ngoài hiên gió thổi ẩu ào, trong chùa tiếng giảng ngọt ngào vêu lên. Nói chung liệu lấy thì nên, mỗi người tự cất chân lên sen vàng. Buồn thôi non nước mơ màng, giữa khi mưu mẹo dân càng khổ lung. Buồn thôi ít kẻ lòng trung, xoay hang mạch nước tứ tung ngũ hoành. Buồn thôi cho kẻ tu hành, một ngày niệm Phật không rành nửa câu. Nam Mô Di Đà ở đâu, trong tâm rối loạn theo câu danh tình. Buồn thôi tất cả sanh linh, đau mà chẳng chịu cứu mình khỏi đau. Vì ai quá bận hơi dao, đứt tay rồi lại đổ nhào cho ai. Buồn thôi đầm đạo gái trai, ngày kia ít kẻ bồng lái được gần. Buồn thôi thầy tớ sợ tầng, giữa vào cớ ấy người lần dối quên. Đạo đồng ơi hỡi muốn nên, nghe đây khuyên nhủ hãy bền chí tu. Thu hùng ở giữa rừng sâu, tuy hung mà biết quay đầu tu thân. Huống người mang lớp loài nhân, linh hơn vạn vật sáu thân không dồi. Buồn thôi kia hỡi buồn thôi, giảng ra từng tiếng gọi lời từng câu. Thương nhau như rắn không đầu, như thuyền không lái ở trong bầu tối tăm. Lắm người có miệng dường câm, sống trong khổ tham âm thầm thở than. Lời khuyên đây rất dịu dàng, mỏi mong đầm đảo một đàn mà đi. Muốn sao cho được trọn nghì, với lòng nhất nguyện hành y sám truyền. Mấy khi mà gặp Phật tiên, bỏ qua rồi phải khổ phiền ngàn thu. Tu hành phải ráng công phu, mỏi lao chịu được ngao du non thần. Biết đâu xưa các thánh nhân, nhờ công rèn tập được phần thanh cao. Nay ta kịp bước theo sau, hẳn là sẽ được chớ nào khác chi. Đạo đồng chớ có mê ly, đường truông thâm thầm bước đi nhịp nhàng. Mong sao tạo lấy chiếc thoàn, gọi thoàn đức hạnh để sang qua bờ.
Từ đây đồng đạo chớ ngờ, lời xưa còn để sơ sờ mỗi câu. Việc đời xét lại không lâu, như trời muốn nổ gấm nào khó chi. Dân ôi nguy thấy rằng nguy, sao chưa tỉnh thức tránh đi khổ nạn. Nhìn Cà Mau đến Nam Quan, Việt Nam gặp phải bao tràn đau thương. E thân quả gửi tay vương, còn chi mà vội phấn hương đua kình. Đã mang cây lớp phù sinh, tựa hồ bọt nước cái đâu gành khác chi. Nay đời vô kế khả thi, gà đang trong vỉa khó khi ngoái đầu. Từ đây khuyên hãy gắn cầu, bên nam bên nữ ngõ hầu chùi lao. Còn chi hơn một sắc màu, để nên thế giới khen vào nước Nam. Cuộc đời biết sự sao kham, kẻ ham liêm khiết người ham bạc tiền. Nêu ra hai tiếng làm hiền, người cho là dài nở phiền không tu. Ai ơi bao ưng rất màu, làm lành được phước giữ hầu mang tay. Gió dây cành lá lung lay, giặt nhà chưa dẹp có tài chưa an. Lời gian đây thật lời gian, nghĩ nhau cùng một hồng bàn giống xưa. Kêu nhau sớm thức kêu trưa, nào đâu có dòng đầy đưa ru người. Dẫu cho ai có chê cười, lòng này cũng chỉ một đời yêu dân. Tuy là phải bình riêng thân, chớ thân đã già đâu cần nó chi. Tinh thần siêu xuất quyền vi, kịp xem thế giới có gì hiện ra. Buồn cho ba tánh trẻ già, ít người ăn ở thật thà với nhau. Đến chùa khẩn vái cho cao, về nhà bận việc quơ quào rối ren. Từ đây đồng đạo gắn chén, kịp nơi long hồi mới khen rằng hiền. Lời khuyên tạm thiết lời khuyên, nghĩ đây cũng có lương duyên với người. Ngàn xưa đã kết liên rồi, nên nay mới được cùng ngồi luận chung. Ung dung lời lẽ ung dung, dầu ai có giận cũng không nỡ buồn. Ai ơi cây cội nước nguồn, phải nên nhớ lấy kéo buồn tổ tiên. Sự tu cốt yếu chỗ hiền, giữ thân cho khỏi lụy phiền đến ai. Vì thân còn bệnh chưa ngoai, dứt lời cầu chúc ai ai đắc thành.
khuyên đạo đồng nam nữ hãy ngồi yên để nghe tiếng giảng và lời gọi hầu như trao tâm được tròn hiền. Sanh ra ở giữa cõi đời gặp đường đạo đức gặp người thường ngoan gặm xưa cũng đã hữu duyên nay đây mới được nghe đàn không dây đàn kêu nam bắc đông tây mất còn chỉ một hồi này mà thôi đàn kêu gốc một đâm chồi lạ nhân lạ vật lạ đời bơ ai đàn kêu thế giới ngày nay khác nào trái chín trên cây bơ người đợn kêu giặt bùa khắp nơi con xa cha mẹ vợ thôi mất chồng đợn kêu con lạc cháu hồng hiệp nhau để được ngăn dòng máu rơi đợn kêu cuộc thế tả tơi để mà lập lại cõi đời thường quân đợn kêu tu tình chớ sờn hãy nên hắn hãy gặp cơn thái bình đợn kêu người hãy làm lành để mà sống được như bành tổ xưa đợn kêu lầm lầm lưới thưa mãi lầm không lọt hãy chừa tội gian đợn kêu đồng đạo sửa sang con đường chánh giáo phải toan một bề đợn kêu thế cuộc đừng mê hãy nên quay gót trở về cảnh xưa sống đây là cây sống thừa một ngày sắp đến không vừa nạn tai đợn kêu đồng đạo gái trai nhớ chăng gánh khổ một vai đức thầy hiện giờ giống ruồi gốc gai quyết đem cuộc thế đến ngày an cư đợn kêu người phải thương người kẻ lầm mình chớ nên cười nên khuyên đợn kêu châu đốc lòng xuyên hữu duyên có Phật tại tiền ráng tu đợn kêu những kẻ sai gù hãy nên cương quyết ném bầu rượu đi đợn kêu những kẻ mê si hãy dùng trí huệ phá đi cho rồi đợn kêu hãy tình dân ôi mấy khi gặp được cuộc đời đổi thay
muôn năm mới có một ngày trễ qua rồi dấu kiếm hoài không ra. Ngày nay kẻ gần đến xa tới đây nghe vạn thiết tha trăm chiều. Chính đây không phải nói liều, chỉ lòng nguyện chúng được siêu kiếp này. Để chân theo dõi đức thầy cũng đã xét gầm xưa nay nhiều lần. Hỡi dân khuyên hãy tinh thần, đừng cho lái chuyện nguồn ân của thầy. Đạo đồng giữ vẹn đường ngay, dầu cho đạo lý chớ phải tất lầm. Bởi đời còn quá long đông, nên chỉ nhiều cuộc gái trông đến mình. Tâm kia khuyên hãy lặng dình, để ngày kết cuộc phí tình ước ao. Thương ngôi những kẻ sang giàu, nay quên đạo đức sao nào kiếm ra. Thương ôi kẻ quyền ô la, làm điều bất chánh ra má sau này. Thương ôi tớ phải xa thầy, những đêm nhiều cuộc bừa dày lâm ly. Nhưng lòng không quá khâm bi, tin rằng cùng có một kỳ giải oan. Ai ôi cuộc thế mong màng, dầu rằng có lắm bạc vàng chẳng vui. Sợ e như mít súc cùi, đời kia không thể cùng vui Phật đài. Ráng lo trao trịa dội mài, mỗi lần nghe giảng thêm sai mỗi lần. Dẫu cho ai đầy xô thân, trơ trơ như đá trân trân như đầm. Nguyện sao cho đến non tầm, gần như tiên tử thoa lòng ước mơ. Ai ôi hại ráng chớ ngơ, được cành dương liễu Phật bà rải cho. Đời này nhiều nỗi gai go, nếm vào cho đủ đắng giò chua cay. Ở trong cái dở có hay, gặp khi nạn ách biết nay lòng người. Buồn xem cho khắp kẻ đời, buổi đầu sốt sắng sao rồi ngó ngang. Sự tu không được vững vàng, khổ mà đi đến niết bàn bơ ai. Vì đâu tu tình ngày nay, bởi đời sắp rốt cần ngày thượng quân. Ai ôi hãy ráng sửa thân, ngày thầy trở lại mới gần một bên. Luật xưa thật rất là nghiêm, không tư không dị mãi tìm lẽ công.
Ngày nay những kẻ bần năm mà tâm chánh trực sao không mất phần. E người oai thế cuộc trần lòng không chân chánh ắt thân chẳng rồi. Dân ôi kìa hỡi dân ôi, ngày nay khuyên nhủ hãy ngồi lặng nghe. Sắc kia nếu chẳng gặp đe, sao nên muốn dùng đâu ra hình hài. Muốn nên được lúa phải cày, gia công khó mới có ngày được no. Muốn thân hương được thơm tho, đường chân lẹ chánh hãy dò mà đi. Cuộc đời vinh nhục thành suy, hãy nên chọn lấy kẹo khi lỡ làng. Vui chi với cây hoa tàn, đời này còn có một đàn phải tu. Tuy là không thấy chi đâu, chớ ngày kết cuộc nhiễm màu ai đương. Ngày kia biến đổi âm dương, những người sùng phùng khói hương được còn. Nam Giang lại với Sài Gòn, tuy đông nhưng rốt không còn mấy ai. Đổi về bài nuôi mới hay, để cho vạn quốc biết ta việc thường. Ngày nay dân chúng thề lương, vì là dân hội thánh dương còn mờ. Chẳng qua vì là thiên thơ, thời kỳ chưa đến ngó tờ giấy không. Chừng khi lộ chữ sắc hồng, là người mới rõ tấm lòng thần tiên. Đây là một lẽ cơ quyền, nhìn ngay bàn Phật hiểu liền bơ ai. Khuyên nhau hãy ráng siết tay, cùng đi một nhịp đến ngày hoàng chung. Có khi ngư thủy tương phùng, là ngày dân chúng thỏa lòng ước ao. Cả kia nay mãi trong sao, bị mây che an khó lao được mình. Chờ cho lộ được lâm đình, hỏi nhà đã đậu thì mình mới ân. Dựng dưng trước mặt cần dưng, lao lung dạm thuận muôn phần ngẩn ngơ. Ai ôi tâm tanh quá mờ, hãy nên chùi rửa mà nhờ thân sao. Đây vang tiếng kệ kêu gào, muốn người đưa có một màu với đây. Cùng đồng tôn kính đức thầy, cùng đồng vẹn vẽ tháng ngày lo tu. Mặc ai gây oan kết thù, nếu nhân không có quả đâu có nào. Ai ôi muốn được làm giàu, phải nên tích trữ đã lâu mới thành.
cũng như muốn được nên mình phải cần trao sửa giữ gìn nhiều năm. Ngày nay Phật để vào tâm, ngày mai ma quỷ đâu xâm được nào. Dân ngôi thì cạnh bên tàu, lốp thời giặc giả lốp nào đói cơm. Thấy người mình phải giữ thân, kẻo ngày kia cũng đến gần như ai. Nhớ chăng triều tiên hôm nay, nước ta e cũng có ngày giống in. Nếu như không biết giữ gìn, để lầm chỗ quấy xác hình nát tan. Trên đời xác thịt đã mang, dầu ai cũng phải chịu đàn tử sinh. Nhưng hồn chết được hiển linh, để đời còn chút tưởng tin với nào. Chớ như chết cảnh hoạt đầu, để đời có chỗ biến bao vô cùng. Đùng đùng tiếng nổ đùng đùng, bao tròn đông á vui cùng thảm thế. Ai ghê tôi cũng đầm ghê, ai không tôi cũng chẳng hề ngơ tay. Phần mình ráng uống cho ngay, có khi thông thả trở tay cứu người. Ngày nay thế cuộc gần rồi, để chờ lắm được thì đời mới sinh. Gọi kêu ai phải ráng tin, tin lời chân chánh mà gìn tâm tu. Kêu nhau cho rõ đạo màu, gọi nhau được biết cao sâu đạo đời. Như tôi cùng thể mọi người, theo thầy học đạo lánh đời dối gian. Nhờ đâu được có điện quang, bởi duyên kiếp trước cùng toán bụi này. Chờ khi tớ được gặp thầy, mới tường thiệt giả rõ tay anh hào. Hỡi này đồng đạo đồng bào, ráng tu nhờ lấy không nào ép ai. Người tu thì của người xài, chớ đây không có ép này hoặc thêm. Người thành người quán cổ kim, không thành người chịu những đêm hung tai. Như đây thương xót gái trai, cũng đồng nhân loại trong mấy ngày điêu linh. Với là đồng đạo đồng trình, nên đây phải ráng lời lành nhủ khuyên. Biết sao cho toại trần duyên, kẻ nghe thời thích người phiền biết sao. Nhưng ôi người có thấp cao, thì tâm kia cũng nhiều màu hiển nhiên. Hỡi đâu trách nỗi ưu phiền, đời còn mê muội Phật tiếng rộng tình. Chê người tức thì chê mình,
thương người đó lại trở thành thương thân. Mong nhau gìn vẹn bốn ân với mười điều thiện một lần này đi. Chừng sao không cánh không di, trên không bay được rõ khi nhiễm màu. Nay còn chờ cuộc đau đầu muôn máu, không được kéo lâu chẳng rồi. Dân ôi kìa hỡi dân ôi, lời khuyên đây đã cạn lời hãy nghe. Trở về lòng tánh trong ve, để soi được mặt, để khoe được hình. Gọi rằng định huệ viên minh, nay còn sao xiến chưa sinh chỗ màu. Lời khuyên ai hãy nhớ lâu, khi ra về cũng cần âu sữa mình. Đến đây đã dứt lời lành chúc, cầu cô bác chị anh được thiền. Giảng kể đến đây đã dứt rồi, hình như đồng đau chữa đành thôi. Nhưng mà giảng lễ còn kỳ khác, xin hãy vui lòng để bước lui. Ngày rằm tại Tây An Cổ Tự. Thưa quý đồng đạo, hôm nay ngày rằm tháng 5 năm Quý Tỵ. Lần giảng này là phiên thứ 8 của ngày giảng thường lệ nơi Tây An Cổ Tự. Lần này cũng như bao nhiêu lần khác, tôi không xiết vui mừng được thấy sự tu hành, lòng đạo đức sốt sắng của chư đồng đạo biểu lộ bằng cách đông đúc ở mỗi phiên giảng. Thấy thế, tôi không sao quên được sở hướng của chúng ta mà có những lời khích lệ cho nhau được phấn tấn thêm lên, được đến khi hoàn thành mục đích cứu cánh duy nhất trên đường tu học Phật Pháp. Thưa quý đồng đạo, hôm nay tôi xin giảng về sự ham muốn và niệm tưởng chân chánh phải được như ý. Người tu không phải tuyệt nhiên chẳng có sự ham muốn, mà sự ham muốn vẫn luôn có và có nhiều. Song cái ham muốn ấy, nó từ thiện chân chánh, nghĩa là trên con đường lành. Kẻ tu hành đầy khát vọng cho sự từ thiện chân chánh của mình chống đến kết quả, nên đem hết nghị lực để đương ngăn và ruồng bỏ tất cả việc xấu xa đã qua và sẽ tới. Có nhiều khi xóa bỏ cả gia đình, tài sản và tánh mạng của mình để cung phụng cho ý nguyện cao cả của đạo, mà không hề nghĩ đến sự gian lao nghèo ngặt. Cái ý nguyện ấy giá như phải đổi bằng mọi sự đau đớn cùng kiệt cả đời mình, cũng vẫn vui vẻ hân hái để theo dõi đến ngày kết quả như ý. Đấy không khác nào kẻ tập bắn cung. Muốn cho mình trở nên người thiện xạ thì phải nhắm ngay hồng tim để thao luyện. Lúc đầu còn sai chạy, xong nhờ kiên chí lâu ngày, đến sau chắc được trăm phần trúng đích. Đối lại việc chế ngự cái ý muốn của người cũng thế. Ban sơ nó còn xen tạp nhiều việc, một khi rèn luyện cho nó được thuần rồi thì chỉ tồn tại có một cái muốn chân chánh thôi. Đến đây ta mới thấy bao nhiêu điều tốt lành sáng sủa nó hiện bày nơi ta và mọi kẻ chung quanh bằng cách
tội lỗi, ngu độn, ác khí nặng nề, nó không còn lai vãng đến ta nữa, vì trong người ta không có cơ cảm mọi việc đó. Vả lại, cái ý muốn nó có quan hệ cho hiện hữu và tương lai của người rất nhiều. Nó có thể giúp cho người được đầy đủ về tinh thần cũng như vật chất, song nó cũng dễ hại được người không khéo sử dụng nó vào việc chánh đáng. Và nó dễ bị cảm nhiễm, song nó thuộc hạ của bản tâm. Nếu tâm được chủ trì thì cái ý nó không sao có những cái muốn sằng bậy được. Như thế là ta đã nắm được cái yếu điểm của ý muốn rồi vậy. Đồng thời chúng ta còn phải đào luyện cái niệm tưởng cho được thanh khiết. Niệm tưởng có thể coi nó hơn một kẻ trộm nghề. Trong một tích tắc đồng hồ, nó có thể vào ra nhà này, nhà nọ và khắp cả thế giới một cách nhanh chóng, quỷ quyệt, mà con người khó tìm thấy tâm tích hoặc ngăn chặn trước được. Từ chỗ niệm tưởng sái quấy dẫn đến hành động tội lỗi dễ dàng, như người chơi dao dễ bị đứt tay. Chúng ta trong lúc cúng lại, như khi ngồi niệm Phật, đều phải có sự niệm tưởng tha thiết, cố kéo cho tinh thần giữa mình với chư Phật được gần nhau. Ngoài ra, không thể có cái niệm tưởng nào khác chen vào, cũng như quan công quá ngũ quan, trảm lục tướng, để tìm Lưu Bị thì mới có hiệu quả trọn vẹn. Một khi cái niệm tưởng đã được duy nhất cùng Đức Phật, ta sẽ thấy giữa ta và Đức Phật được cảm thông trực tiếp, không bị một hoặc trần nào làm chướng ngại. Đến đây, ta sẽ được tự do đi lại khắp chỗ sắc không mà chẳng hề bị cảm nhiễm, vì ta đã trở về một lẽ chánh niệm như của chư Phật. Nhân đó, bao nhiêu đức tánh từ bi hỷ xả ta sẽ đem ra thực hiện cho chúng sanh mà không bị núi nhân ngã cản trở, lửa sân hận thiêu đốt, hoặc nọc phiền não giết hại lòng bi nguyện thấm thiết của ta được. Như thế là ta nắm được phương tiện vi diệu để quyền thiệt quá độ chúng sanh do theo cái chánh niệm của chúng ta, và ta sẽ không còn e ngại mãnh lực của tử thần quấy nhiễu nữa vậy. Thưa quý đồng đạo, sở dĩ chúng ta phải luôn luôn khắc nghiệt với mọi ham muốn và niệm tưởng xấu xa nơi ta là bởi chúng ta đã xác nhận có nhân quả, địa ngục và có luân hồi. Vì rằng nếu ta gieo hột giống ham muốn, tưởng niệm xấu xa sẽ không tránh khỏi ngày kia hái lấy bông trái xấu xa. Nghĩa là khi ta có làm việc chẳng lành thì sẽ bị việc chẳng lành trả lại. Mà vào khám đường thế gian hay địa ngục u minh hoặc bào thai cõi trần cũng là một cái phản ứng của luật nhân quả ấy mới có. Ngoài điều này, chúng ta còn dư biết con người của ta sẽ già, sẽ bệnh và không tránh khỏi cái chết. Nên chúng ta không chậm lại lúc nào mà chẳng quan thiết sự tiến đến mức giải thoát cho khỏi nỗi thống khổ của vô thường trong kiếp này và kiếp tới. Vì thấy ngày giờ không lúc nào nó theo ý muốn của ta mà dừng lại, mà là nó đi là cứ đi, cho đến ngày này ngày khác cũng vẫn như thế mãi. Mà hễ một phút qua là mất của ta một phút sống, mà càng nhiều phút qua là càng mất của ta thêm nhiều phút sống nữa vậy. Đành rằng kiếp này đã lỡ mang xác chất tứ đại, hẳn không thể tránh được ngày tan rã của nó, song ta cứ dự bị, cứ tranh thắng với tử thần, trong muôn ngàn kiếp sẽ tới. Bằng cách là hiện giờ ta không gây tạo một nhân nghiệp quan nghiệp luyến ái nào ở cõi này thì không do đâu mà ta sanh lại cõi này được. Nếu không vào cõi ta bà này thì mọi sự đau khổ chết chóc đối với ta chẳng khác nào sương đối với mặt trời. Ta sẽ sống một cách tự tại nơi cõi vô biên, cõi cực lạc của chư Phật,
và sẽ có đủ công đức cứu khổ chúng sanh khỏi biển mê đồ, trở về đồng hưởng tự tại như ta. Tóm lại, những điều trên đây là việc đáng cho kẻ tu hành niệm tưởng và ham muốn, mà lúc nào nơi lòng chúng ta cũng mong mỏi thiết tha cho được như ý nguyện. Đã sanh ra giữa cõi trần, ít người thoát khỏi nợ nần đã gây. Gỡ ra thì có mấy ai, buộc vào xem thấy đời nay nhiều người. Muốn sao ra khỏi bể giới, một phen tu tình lánh đời mê si. Cõi trần giấc mộng lâm ly, một cơn thức tình việc chỉ không còn. Nhớ đây cuộc tạm thôn vôn, mọi điều vẫn có hao mòn mãi thôi. Cõi trần khổ lắm ai ôi, con đường đạo đức trao dồi chớ quên. Làm sao cõi Phật được lên, thoát đường sanh tử mới bền bơ ai. Mấy khi người cổ tái lai, nếu không trở gót uổng thay muôn đời. Kể cơ gian dài hết lời, mà lòng sanh chung ít nơi tinh thành. Mỗi khi nhìn mỗi đạo lành, tâm hồn vườn thấy ai đành sẽ tan. Thương dân xào hiểu tim gan, mến người cảnh khổ mới toan khuyên người. Nhưng ngôi mây kẻ nhớ lời, tưởng đây là quyến rũ người mê man. Biết đâu cuộc thế sắp tàn, cho nên tiếng Phật hiệp đàn tay lắm. Một phen đạo lý ca ngâm, khiến người sớm biết để tầm đức ân. Ngày kia được lánh mê tân, kẻo mà hối tiếc muôn phần bơ ai. Đau đồng già trẻ gây trai, đi nghe lời giảng bấy nay cũng nhiều. Hỏi ra nhớ được mấy điều, phần nhiều kia lại vắng hiu có nào. Lời khuyên thật rất ngọt ngào, chỉ vì muốn kẻ được mau đắc thành. Nhiều khi tâm trí sĩ thanh, tôi buồn thương xót chị anh sau này. Tuy rằng bổn đạo đức thầy không làm chân chánh, sau này cũng tiêu. Khác phe mà giữ luật điều, ngày kia cũng được sống nhiều hơn ai. Công bằng lẽ ấy không sai, hỡi người đồng đạo hôm mai ráng gìn. Khuyên ca đây cùng hết tình, ngắt lòng kia chẳng biết gìn làm sao. Tưởng cho nơi cõi trần lao, được còn mãi mãi nên sao lãng lòng.
ấy ôi hãy ráng làm xong. Một là có đức, hai công với đời, ngày kia mới được chói ngời sống còn trong phúc lập đời bơ dân. Nhìn nhau mà luôn buồn bâng, thương nhau không thể ngại ngần lời chi. Khóc đời gặp đấng từ bi, mà tâm kia lại ngành đi không tìm. Khóc đời mê luyến đời kim, không nói người cổ thoát miền lao lung. Khóc đời sao qua đồi hùng, ngày kia tan tác như bùng gặp mưa. Khóc đời hèn sớm quên trưa, với lòng sao lại không ưa Phật trời. Khóc đợi gặp lúc chuyển dời, thân kia khó thể yên nơi bờ trần. Khóc nhau khó đến non thần, bởi mình còn nắng nở trần quá ư. Khóc nhau khó gặp tôn sư, bởi lòng xáo lãng không như buổi đầu. Khóc nhau chia áo rẻ bâu, chẳng đem dạ mến cứu nhau buổi này. Khóc nhau miệng nhắc đức thầy, mà lòng kia lấy tà tay không rời. Khóc nhau lời chẳng nhớ lời, đua theo hiện hữu quên đời thường lai. Khóc nhau khó đến ngày mai, bốn phương giặc giả xấu tai giật dành. Khóc nhau như sợi chỉ mành, chẳng toan kết lại cho thành sắp tơ. Khóc nhau như đứa con thơ, một khi vắng sữa ngẩn ngơ khóc oàn. Khóc cho quả đất chúng ta, một khi thay vỏ thiết tha muôn vàng. Hỡi này tất cả sống làng, đường tu khuyên hãy kiên gan một màu, dầu cho gian khổ thiên lao. Cùng là dừng bước chớ sao lãng lòng, còn chi rài bưởi mai bầm. Đời này hãy ráng một lòng lo tu, tránh sao khỏi vướng ngục tù, thoát ra cảnh ngoài vẫn du vui cười. Đây là thế kỷ 20, đổi thay phúc chốc cuộc đời khác xa. Muôn dân lân nhỏ trẻ già, được đi đến chốn xem mà hồi tiên. Hưởng đầy thu vị thiên liêng, khỏi cảm thông khổ ở nơi miền phàm gian. Nhưng nay phải ráng lo toan, trên đường đạo hành sửa sang một bề. Trong nhà ngoài ngõ chính tài, sự thân cho vẹn không hề lao đao. Việc đời chớ hỏi chừng nào, hãy nên lượng xét trước sau thời tường.
chiến tranh nổi dậy khắp đường, cuộc đời lai lắc như vườn lá rung. Biết sao khắp cả cõi hồng cùng nhau được có một lòng mà thôi. Nay đây thế cuộc hỡi ôi, bởi tâm dân chúng vô hồi rẻ chia. Càng suy giọt lệ đầm đìa, thế mà trong đức thầy về làm sao? Lời khuyên tiếng dạy không trao, mãi lo các cuộc mẫn đào lời danh. Làm dân còn chẳng vẹn mình, mong vì sao được đắc thành Phật tiên. Hỡi này đồng đảo đồng thuyền, hãy nên ghi nhớ đeo liền chánh chân. Khuyên nhau nay được gặp cơn, có vì tiên Phật thánh thần giáo răng. Nên ghi nhớ Phật Pháp Tăng, với lòng hôm sớm dần năng kính thiền. Làm xong được mọi việc hiền, cũng như được có chiếc thuyền qua sông. Tiền bề đến hội Hoa Long, vững vàng tới được cõi bầm bơ dân. Có thân hãy liệu lấy thân, trễ chân ắt phải lầm cơn tai nạn. Mỗi người đều có gia can, hãy khuyên nhau được bền gan tu hành. Ông tu ông đắc đã đành, nhưng lòng phải ráng giữ gìn vẹn hay. Chờ cho cuộc thế dằn dai, sợ khi biến đổi không hay bớ người. Khác chi nơi giữa lưng trời, bỗng nhiên mây nổi rồi thời mưa xa. Quyền vi khó lượng thay là không toán trước, đến sau mà khó toán. Làm sao giờ chốt trầy sang qua, nơi dân giáo khỏi mang thương nghèo. Hai bên đầy dây hùm béo, giữa thời dân chúng cùng reo tiến hành. Chừng khi bước đến Nam Thành, nhìn ra mới thấy nơi mình mau không. Ngày nay tu niệm cõi đông, đến khi thành tựu gầm không mấy người. Thấy vui mà chẳng dám cười, thấy buồn lại gắng khuyên đời nhớ ghi. Làm sao khi đến trường thi, tay rinh nhành quê thiệt ni anh tài. Bây giờ tập viết học bài, để lòng cho thuộc đến ngày ứng khoa. Đạo đồng hãy nhớ kỹ ra, thì đây thì chỗ lòng ta hiền lành. Ngay kia các đấng thần minh, tùy theo mỗi xác hiền lành mượn tay. Để hầu cứu độ muôn loài, chuyển xoay đất nước thoát tay hung tàn. Bây giờ tâm chẳng sửa sang, ngày kia ma quỷ chúng mang đến vào. Chừng ni cờ sắc
đủ màu, hãy tùy theo ngọn cờ nào chánh chân. Nhớ ghi cho rõ nguồn cơn, lá cờ già gầm là hơn mọi cờ. Nhưng không có chữ bao giờ mới là của quý để chờ mai sau. Hỡi này đồng đạo xưa trao, trên đời quả thiệt hai màu trộn pha. Có thật thì có giả ra, nhưng ôi tồn tại gầm ra lẽ màu. Sự tu cần phải gắn cầu, sớm hôm thành kinh mới hầu được nên. Ngoài ra việc thiện cứ bền, lo làm tất cả lẽ hiền chớ xa. Như xưa Đức Phật Di Đà làm vua ngôi vị hơn mà nhân dân. Một khi gặp Phật ứng thân, hy sinh tất cả không cần món chi. 48 nguyện còn ghi, đầy lòng bác ái từ bi với đời. Chẳng ham danh vọng của người, không ham phú quý gặp nơi nhiệm màu. Đạo đầm dầu phải chờ lâu, với tâm kia chớ nghĩ đâu xa vời. Xung quanh đều có đất trời xét soi, mỗi lúc xin người chớ quên. Chẳng qua thiên đình chưa yên, vẫn còn hì hục để đền quả căn. Một khi quyền trường phá băng, ơn trên Phật định thời an mọi bề. Đạo động rang dứt tâm mê, ngày kia sẽ được quay về cõi không. Nhắc đi nhắc lại Hoa Lâm, Hoa Lâm chưa tới người hầm chưa tin. Cùng như cái kiếp phù sinh, dù ai cũng chết lầm mình chưa ghê. Nói rằng cõi Phật sáng xuê, nhưng người chưa thấy chưa mê chút gì. Chừng nào hiện trước mặt thì giật mình hắt cũng chạy đi rổ rần. Nói xa rồi lại nói gần, giác lùi giác tới mọi phần giả chân. Tùy thời tùy cảnh tùy duyên, tùy tâm hâm mộ để phân cho rành. Sự tu thì phải nhớ hành, được lòng chân chánh công thành khỏi đâu. Ngày giờ mau tở bông câu, dân ôi phải biết nơi đâu mà hành. Con đường chân chánh phải lành, là nơi siêu việt hãy tin một lòng. Ngày nay muôn việc cõi hồng, ráng chiều một thứ hẳn không được bền. Mong người cứ bước mãi lên, đến lữ bồng hội đáng nên tu hành. Giảng cơ đã chỉ đành rành, từ phương xử thế đến mình tu thân. Dạy cho mười thiện bốn ân, diệu đề bát
chánh đã phân quá rành. Chỉ còn nay phải thực hành thì là được thấy huệ linh chớ gì. Đạo đồng viết sạch lưới nghi hại nên tinh quyết thoát ly tai nạn. Đây là cõi mong trần gian, hiệp tan tan hiệp muôn ngàn chưa xuôi. Nhìn nhau mà luôn ngậm ngùi, sợ nhau như trái chín mùi trên cây. Nhìn nhau mà nhớ đức thầy văn nhà, để lại một bầy con thơ. Nhìn nhau mà luôn ngẩn ngơ, không thầy bổn đạo như tơ rối cuồng. Nhìn nhau buồn chưa hết buồn, bởi còn trong cảnh quay cuồng chiến tranh. Nhìn nhau xào ủa năm canh, muốn sao được một tâm thành như nhau. Nhìn nhau thống thiết kêu gào, để đi đến chỗ khói vào thiết lung. Nhìn nhau xào hiểu tim trung, kêu nhau hài ráng dậy dùng kiên gan. Nhìn nhau như ngọn đèn tàn nhang, lên thật sáng để toan tắt lì. Cuộc đời này có ra chi, hãy nên gác bỏ nó đi cho rồi. Cũng ăn cũng mặc như người, mà tâm đã lanh khỏi đời phàm nhân. Hỡi này đồng đạo xét phân, dạng cỡ đâu có lửa lần với ai. Nói thì chỉ dùng lời ngay, vì tình bác ai phôi bài đây thôi. Nghe không thì cũng mặc người, với lời đang nói hẳn thời phải phân. Khuyên nhau hãy nôi gót chân, đừng cho rời rạc khỏi cơn nguy nghèo. Một khi qua khỏi suối đèo, đến nơi trống trải nạn nghèo hết mang. Vẫn thầy ta phải gian nan, gặp thầy như được nhàn an lắm rồi. Dạ chân nay mới rõ đời, giải ngay chỉ ở khi người thiếu cơm. Có khi nghèo giữ tiếng thơm, đến chừng có của rạ rơm không cần. Khuyên nhau dừng bước một lần, đến ngày lập hội non tầng mới yên. Lời khuyên đây thật lời khuyên, khuyên nhau hãy ráng làm hiền đây thôi. Đến đây bài giảng hết rồi, xin chào đồng đạo sớm hồi bình yên. Dặn kề khuyên nhau tiếng dịu dàng, chỉ vì muốn đến hội nhà bàn. Không phải để kẻ lâm sầu mộng, nên phải đôi lời gọi reo vang.
Thank you.